Những con giáp khổ trước sướng sau, năm 2024 Giáp Thìn, càng về cuối năm càng giàu sang phú quý, có của ăn, của để đầy nhà. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại và đồng hành cùng đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong những clip trước đây thì Tử Thông đã chia sẻ cùng quý vị về vận trình của 12 con giáp, cũng như là chi tiết từng con, đúng không ạ? Và trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ tiếp tục chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn, nhưng cái điều đặc biệt hơn là những con giáp này phải trải qua cái năm 2024 đầy biến động, đầy khó khăn. Có thể là họ sẽ phải trải qua những cái thời điểm rất là khó khăn. Có thể là họ phải trải qua những cái lúc bế tắc, những cái lúc khúc mắc. Thế nhưng vào nửa cuối năm 2024, năm Giáp Thìn, thì họ sẽ gặt hái được những cái thành công và cuộc đời của họ sẽ có rất nhiều cái biến đổi tích cực, trở nên giàu có, vang danh thiên hạ. Thưa quý vị, như quý vị đã biết ấy, trong vài năm gần đây, thậm chí là cả năm sau, năm 2024, năm Giáp Thìn, thì tình hình kinh tế chính trị của toàn thế giới nói chung, cũng như là của Việt Nam nói riêng, chúng ta còn gặp rất nhiều cái khó khăn. Trong năm nay, Tử Thông cũng nhận được rất nhiều chia sẻ của khán giả. Như là năm nay, tôi cũng khó khăn bởi cái tình hình kinh tế đi xuống. Nhiều người thì công việc không được như mong muốn. Rồi cũng có những người hao hụt rất nhiều tiền, thậm chí là mất vài chục đến vài trăm tỷ. Thì mọi người cũng khá lăn tăn về tình hình năm 2024 sẽ như thế nào, đúng không ạ? Thưa quý vị, nói chung ấy, dù các bạn gặp phải hạn thái tuế, gặp phải hạn tam tai, gặp phải hạn cửu diệu, thái bạch, thái la hầu, kế đô vân vân. Đấy. Nhưng dù các bạn có là con giáp nào đi chăng nữa, dù xấu hay dù đẹp, thì chúng ta vẫn phải nai lưng ra kiếm tiền. Đó là cái quy luật bất di bất dịch trong cuộc sống hàng ngàn năm nay. Dù chúng ta có gặp hạn tam tai, gặp hạn thái tuế, hoặc là gì, gặp cái hạn cửu diệu, như tôi đã chia sẻ ở trên, thì chúng ta vẫn phải đi kiếm tiền. Và chúng ta vẫn có thể kiếm được tiền nhé. Vẫn có thể kiếm được tiền. Nhưng bù lại, cũng có những người thì cái hạn của họ quá nặng, tức là họ sẽ mất rất nhiều tiền, thậm chí hàng trăm, hàng nghìn tỷ. Thì đây là cái điều rất là đáng tiếc. Khi mà các bạn mất nhiều tiền thì cũng có nhiều lý do lắm. Có thể là do cái phúc khí của chúng ta đã dần đi xuống. Với những con giáp này thì hãy cố gắng làm nhiều việc thiện để tích phúc, tích đức cho mình. Đừng có để cho hoàn cảnh của chúng ta rơi vào cái cảnh lâm ly bi đát mà ngày càng phải tốt lên. Đó là những điều mà Tử Thông mong muốn chia sẻ cùng tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và quay trở lại với cái chương trình tử vi ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp khổ trước, sướng sau. Thời gian đầu năm có thể là những họ gặp những cái bấp bênh, những cái trở ngại, có những điều không may mắn, thuận lợi. Nhưng quý vị hãy yên tâm, chỉ cần đợi đến nửa cuối năm 2024 ấy, thì mọi thứ sẽ dần dần ổn định lên với các bạn. Thậm chí các bạn có thể gặt hái được nhiều cái thành công rực rỡ, bạc tỷ cầm tay, vang danh thiên hạ. Có thể sắm nhà, tậu xe, đất đai thì nhiều vô kể, đúng không ạ? Vậy thì đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, những con giáp khổ trước sướng sau năm 2024, con giáp đầu tiên mà chúng ta phải kể đến không ai khác đó chính là những người tuổi Tỵ, những chú rắn. Quý vị thân mến, trong cái năm 2024, những người tuổi Tỵ cũng được đánh giá là một cái năm cũng gặp khá nhiều cái may mắn, nhưng cũng không ít những chông gai. Sự nghiệp của những người tuổi Tỵ vào cái năm 2024 ấy, có phần kém sắc hơn so với năm 2023 trước đó. Nhưng về tổng thể thì vẫn bình ổn, cũng không bị quá bị lâm ly bi đát. Cái điểm báo tử vi nó cũng dự đoán sẽ có một chút sóng gió trong thời gian ngắn, đặc biệt là 6 tháng đầu năm. Nhưng mà bản mệnh đừng có lo lắng hay là sợ hãi, vì sau những cái sóng gió chắc chắn sẽ có những cái cơ hội rất lớn để quý vị phát triển cái sự nghiệp của mình. Cả thách thức và cái cơ hội sẽ song hành trong cái quá trình phát triển sự nghiệp của những người tuổi Tỵ trong cái thời điểm này. Một số người có thể gặp phải những cái nút thắt trong cái công việc và cần phải nỗ lực nhiều hơn thì mới có thể vượt qua được. Tuy nhiên, cái sự giúp đỡ của các cát tinh như là Thiên Hỷ, như Thiếu Dương sẽ mang đến cho những người tuổi Tỵ cái cơ hội được quý nhân dìu dắt, sớm vượt qua được những cái khúc mắc này. Quý vị thân mến, trong năm 2024 ấy, thì những người tuổi Tỵ có thể sẽ cần phải tiếp thêm một số cái hạng mục và một số cái nội dung công việc hoàn toàn mới. Vì vậy, quý vị phải nghiêm túc học hỏi, có thể dành thời gian riêng
để học thêm những kiến thức liên quan đến những cái điều này sẽ giúp các bạn nâng cao cái chuyên môn và mở rộng cái tầm nhìn của mình. Đấy, góp phần phát triển cái sự nghiệp trong tương lai. Bên cạnh đó, lại có sao Thiên Ấn nó cũng nhấn mạnh cái tầm quan trọng của cái thái độ chủ động trong công việc. Khi được trao cho cơ hội tham gia vào những cái dự án quan trọng, những cái đóng góp một cách chủ động của các bạn có thể được cấp trên và đồng nghiệp ghi nhận và đánh giá cao, từ đó sẽ nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Một vấn đề không kém phần quan trọng đó là trong giai đoạn này thì những người tuổi Tỵ cần xử lý các mối quan hệ trong công việc một cách là cẩn thận và duy trì cái thái độ ôn hòa để tránh các tác nhân cản trở đến cái con đường thăng tiến của mình. Thưa quý vị, cái áp lực công việc là cái điều không tránh khỏi. Bên cạnh đó thì cũng có cạnh tranh về chức vụ, về lợi ích cá nhân trong tập thể, thì bản mệnh cũng nên có sự đề phòng cần thiết. Quý vị hãy chú ý đến các mối quan hệ tại nơi làm việc, cố gắng hòa hợp với đồng nghiệp để duy trì cái bầu không khí nó được gì lành mạnh và bình yên. Đó. Đặc biệt đối với những người tuổi Đinh Tỵ và những người tuổi Kỷ Tỵ thì năm 2024 là cái thời điểm vàng đấy, là để phát triển cái sự nghiệp của mình. Vậy nên quý vị hãy chú ý nắm bắt đấy, nắm bắt lấy cái cơ hội và thể hiện cái bản thân một cách thật tốt, thì rất có thể các bạn sẽ có một bước tiến lên một cái tầm cao mới, một bước lên mây, trở nên giàu có. Tuy nhiên, dù kết quả đạt được có thể khả quan, nhưng các bạn cũng vẫn phải giữ một cái thái độ khiêm tốn, đừng có quá khoe khoang, tự mãn. Nếu mà quá tự mãn và khoe khoang về địa vị cao, có thể khơi dậy cái sự ganh ghét của kẻ tiểu nhân, dẫn đến cái việc là ngã từ trên cao xuống, không tốt cho cái sự nghiệp sau này. Vì vậy, những người tuổi Tỵ phải luôn duy trì cái phong thái làm việc khiêm tốn, tuân thủ nguyên tắc và biết mình biết ta thì sẽ trăm trận trăm thắng. Và để gia tăng thêm cái may mắn về vận trình công việc cũng như là giúp cho những người tuổi Tỵ thâu thu thêm được cái tài lộc đấy, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh ngộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn mang lại cái tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị, bên cạnh những cái thuận lợi thì cũng không thể không nhắc đến những cái tác động từ cái hung tinh. Đó. Nó sẽ khiến cho tâm trạng của những người tuổi Tỵ đôi khi bị bế tắc xuyên trong cái phần suy nghĩ, tự mình làm khó mình. Những cái biến cố nhỏ khiến cho vận trình của những người tuổi Tỵ có phần là gì? Thăng trầm. Vì vậy, những người tuổi Tỵ vẫn phải dựa vào cái nỗ lực của bản thân là chính, chăm chỉ từng bước một. Chỉ có như vậy thì mới dễ dàng gặt hái được những cái thành công trong tương lai. Còn đối với những người làm doanh nghiệp, đối với doanh nhân, đối với công ty ấy, thì cái việc kinh doanh trong năm nay nó tương đối là ổn định. Tuy nhiên, các bạn cũng cần phải chú ý đến những cái chi tiết khi mà ký kết hợp đồng, văn bản để không ấy, lại bị người khác gảy bẫy đến tranh chấp về sau. Để công việc làm ăn được thuận lợi thì quý vị cũng phải thường xuyên, thường ngày nên tích cực xây dựng cái danh tiếng tốt, vun vén các mối quan hệ hợp tác hiện tại nhưng cũng không quên chăm sóc những cái mối quan hệ, những cái khách hàng cũ. Dù có thách thức hay là sóng gió ập đến, chỉ cần những người tuổi Tỵ kiềm chế được cái cảm xúc, giữ được bình tĩnh trước những cái thử thách, trước những khó khăn trong cuộc sống và nỗ lực tìm kiếm những cái cơ hội tốt để phát triển thì vẫn sẽ nhìn ra cái hướng đi cho riêng mình. Bên cạnh đó, cái công việc nó hanh thông thuận lợi, vậy nên cái vận trình tài lộc của những người tuổi Tỵ trong năm 2024, cái năm Giáp Thìn này, cũng được dự đoán sẽ có cả thăng và cả trầm. Vẫn sẽ có không ít những cái cơ hội để bản mệnh làm giàu cái túi tiền của mình, nhưng vẫn còn tồn tại không ít những cái rủi ro nó tiềm ẩn, nó có thể khiến các bạn mất một khoản không hề nhỏ. Nói về những cái thuận lợi trước hết, đó thì những người tuổi Tỵ có cơ hội đón thêm nhiều cái nguồn thu nhập. Cái nguồn thu nhập nó có thể đến từ cái nhiều cái khoản đầu tư, tiền lãi cổ phiếu hoặc là gì, tiền gửi ngân hàng vân vân. Nói chung ấy thì các bạn cũng gì có thể sẽ được giúp đỡ hay là được mách nước cho những cái thông tin quý giá. Tuy nhiên, do cái vận may của các bạn vẫn còn khá yếu trong thời điểm đầu năm, nên quý vị vẫn cần phải hết sức thận trọng trong việc đầu tư, nhất là khi tham gia vào các lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ. Với những người làm công ăn lương ấy, thì duy trì cái chất lượng công việc ổn định sẽ giúp đảm bảo cái thu nhập đều đặn cho các bạn. Khi mà làm tốt và thể hiện bản thân một cách xuất sắc, thì các bạn hoàn toàn có thể kiếm thêm một cái khoản từ cái khoản thưởng hoa hồng hoặc là gì, từ những cái việc làm thêm bên ngoài của mình.
Đó. Tuy nhiên, năm nay thì các bạn cũng được khuyên là cố gắng không đặt mục tiêu quá cao vào cái việc kinh doanh, cái nghề tay trái hay là việc đầu tư. Bởi vì ngay cả khi các bạn bỏ ra nhiều công sức thì tiền bạc ở trong giai đoạn đầu ấy, các bạn vẫn sẽ gặp đôi chút những khó khăn và khó thu về được cái lợi nhuận như mong đợi ở trong cái giai đoạn này. Đó. Thậm chí có người còn xui xẻo mất sạch cả gốc lẫn lời. Thì đây chắc chắn không phải là cái điều mà những người tuổi Tỵ mong muốn. Vậy nên trong 6 tháng đầu năm thì quý vị cũng cần phải hết sức cẩn thận. Còn với những người làm ăn kinh doanh ấy, thì do ảnh hưởng của nhiều sao xấu nó chiếu mệnh, vậy nên con đường kiếm tiền của bản mệnh cũng sẽ hơi gập ghềnh và gặp cái chuyện lao đao trong cái năm Giáp Thìn này. Lợi nhuận trong thời gian này có phần giảm sút, nếu không vì đối thủ cạnh tranh quá gay gắt thì cũng bởi cái thị trường nó biến động khiến cho các bạn trở tay không kịp. Đặc biệt những người tuổi Tỵ thiếu kinh nghiệm quản lý tài chính có thể bị tổn thất nghiêm trọng do đầu tư không đúng cách. Vì vậy trong cái năm nay thì các bạn cần phải làm việc chăm chỉ để kiếm thêm tiền, thay vì hy vọng làm giàu một cách sau một đêm hay là mơ ước cái chuyện viển vông xa vời, thì các bạn nên tập trung vào cái thành quả lao động của mình, phát triển cái thói quen tiêu dùng tốt, giảm thiểu những khoản chi tiêu không cần thiết để có thể tích lũy được nhiều hơn cái tiền của. Thì ngoài ra ấy, quý vị cũng đừng mù quáng bước vào cái lĩnh vực mới trong thời gian này, vì cái điều này sẽ mang lại nhiều cái rủi ro, thậm chí là khiến cho các bạn rơi vào cái bẫy của kẻ lừa đảo đã giăng ra sẵn. Nếu mà có tiền trong tay ấy, thì quý vị cũng nên gửi vào ngân hàng. Đấy, lãi suất tuy thấp một chút nhưng mà an toàn hơn. Cái phương pháp này sẽ không gây ra bất kỳ cái tổn thất nào, mà các bạn cũng có thể là gì nhận được một khoản thu nhập ổn định trong thời gian này. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn và tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tỵ luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung khắc, những thị phi, những hạn tiểu nhân ám hại trong công việc. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn đổ về với những người tuổi Tỵ trong thời gian này. Thưa quý vị, vậy thì bây giờ chúng ta cùng xét xem vận trình chi tiết của từng người tuổi Tỵ. Ất Tỵ, Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ, Quý Tỵ, đúng không ạ? Vậy thì xem trong những người tuổi Tỵ này, tuổi Tỵ nào là tuổi Tỵ may mắn nhất, và trong những người tuổi Tỵ này thì quý vị cũng cần phải lưu ý những cái điều gì để có được cái may mắn hanh thông trong cái năm 2024 năm Giáp Thìn. Đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Thưa quý vị, với những gia chủ sinh năm 1965 Ất Tỵ thì đã ở tuổi này cũng đã bước vào cái giai đoạn hưu trí. Một số người vẫn còn đang đi làm, đúng không? Nhưng mà cũng chỉ là để kiếm thêm cái thu nhập cho mình mà thôi. Và với những người tuổi Ất Tỵ thì đã trải qua quá nhiều cái chuyện trong cuộc sống, nên kinh nghiệm cá nhân và kinh nghiệm sống tương đối là phong phú, không có gì có thể làm khó được những gia chủ tuổi Tỵ nữa. Nếu như mà gia chủ vẫn đang tại chức thì những người tuổi Ất Tỵ 1965 ấy vẫn sẽ tiếp tục chăm chỉ làm việc để đảm bảo cái thu nhập và cũng là tránh để bản thân bị thụt lùi so với lớp trẻ. Còn với những người đã nghỉ hưu thì bản tính hay làm hay làm của mình sẽ khiến cho những gia chủ tuổi Ất Tỵ không muốn ngồi nhàn rỗi một chỗ, nên vẫn sẽ tìm một số công việc phù hợp với cái bản thân mình đó. Trong thời gian này thì tình hình tài chính của những người tuổi Ất Tỵ cũng đã tích lũy được một khoản lương hưu hoặc là tiền tiết kiệm hậu hĩnh cho mình. Có thể coi đó là có đồng ra đồng vào, tự lo cho bản thân và cũng có thể hỗ trợ phần nào đó cho con cái. Tuy nhiên, gia chủ cũng nên học cách tận hưởng cuộc sống và đừng đặt quá nhiều cái áp lực cho bản thân. Gia chủ có thể dành nhiều thời gian hơn để lo cho việc gia đình, trò chuyện với con cháu hoặc là gặp gỡ giao lưu với bạn bè để giải tỏa cái tâm lý. Đừng có suốt ngày chỉ lo cho cái chuyện tiền bạc, hãy để cho lớp trẻ lo. Các cụ đúng không, đã nghỉ hưu rồi thì hãy thì cứ tận hưởng cuộc sống đi. Đó. Và để gia tăng thêm cái may mắn cũng như tăng cường thêm sự hòa thuận trong gia đình thì những gia chủ tuổi Ất Tỵ hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân nhé. Tiếp theo, tuổi thứ hai chúng ta xét đó là những người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Thì đây là một con giáp cực kỳ may mắn. Đó. Những người tuổi Đinh Tỵ đấy, có vận khí khá là lý tưởng trong cái năm 2024. Danh tiếng và cái uy tín trong sự nghiệp cũng được nâng cao. Đồng thời, cái kinh nghiệm làm việc của gia chủ cũng rất phong phú và hoàn toàn có năng lực để đảm nhận mọi cái nhiệm vụ quan trọng. Dù đôi khi vẫn có những cái thách thức, nhưng mà từng ấy năm lăn lộn ngoài xã hội
đã để trang bị cho những người của tuổi Đinh Tỵ 1977 ấy, những cái kiến thức cũng như cái bản lĩnh vững vàng để vượt qua những cái khó khăn đó. Và năm nay các bạn nên lưu ý là khi có người hỏi vay mượn tiền ấy, dù đối phương là bạn bè thân thiết đến mấy ấy, thì quý vị cũng cần phải phân tích chi tiết về cái tình huống. Nếu đối phương không đưa ra được cái lý do cụ thể hợp lý thì các bạn cũng gì phải tìm cái lý do để khéo từ chối. Đó. Bằng không ấy, sau này mượn tiền đối phương rất khó có thể trực tiếp cầm tiền trả cho quý vị, mà đôi khi còn bỏ trốn làm mất tiền mất bạc, vân vân. Đó. À, năm nay thì cái tình hình sức khỏe của những người tuổi Đinh Tỵ cũng sẽ được gì tốt, đó, cũng sẽ khá là tốt. Con giáp này cũng nên tăng cường rèn luyện thể chất. Đấy, trong năm nay ấy, thì đôi khi cũng sẽ có một số cái dấu hiệu giảm sút, đấy, hoặc là bệnh cũ tấn công, bệnh cũ nó tái phát ấy. Khuyên các bạn nên là gì? Có cái chế độ luyện tập thể dục thể thao, ăn uống điều độ, và bên cạnh đó cũng nên gì đi khám định kỳ để sớm phát hiện ra cái mầm bệnh trong cơ thể. Đó. Và để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Đinh Tỵ hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh ngộ thân. Đó. Tiếp theo tuổi thứ ba chúng ta xét đó là những người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Thì những người tuổi Kỷ Tỵ cũng được đánh giá là một cái con giáp cực kỳ may mắn trong cái năm 2024 này. Nói chung ấy, vận trình tổng thể của những người tuổi Kỷ Tỵ 1989 thì khá lạc quan trong năm 2024, có thể đạt được những kết quả tốt như mong đợi về mọi mặt. À, trong công việc thì các bạn có thể nhận được cái sự nâng đỡ của cấp trên, của đồng nghiệp, sẽ đảm bảo được cái vai trò phụ trách một trong số những dự án quan trọng. Khi dự án được thực hiện thành công thì các bạn chắc chắn sẽ nhận được khoản hoa hồng và tiền thưởng hậu hĩnh. À, cứ tích cực làm việc chăm chỉ thì cái mục tiêu tăng lương, thăng chức trong thời gian tới của các bạn cũng sẽ được đảm bảo. À, trong cuộc sống gia đình ấy, thì mối quan hệ vợ chồng cũng đặc biệt tốt đẹp. Các cặp đôi thì sẽ đón thêm nhiều cái niềm vui mới. À, sau khi có thêm thành viên mới thì gia đình cũng tràn ngập tiếng cười. Đây cũng là cái động lực không hề nhỏ giúp cho những người tuổi Kỷ Tỵ ấy, sẵn sàng nỗ lực hơn nữa để chăm lo cho cái tổ ấm của mình. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi Kỷ Tỵ hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh ngộ thân. Tiếp theo là những người tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001. Thì các bạn Tân Tỵ sinh năm 2001 thì sẽ tràn đầy cái niềm tin và cái hy vọng vào tương lai, nhiệt huyết cháy bỏng và đầy sức sống, sẽ tạo nên một cái trạng thái tương đối tốt cho cái năm 2024 năm Giáp Thìn. Bản mệnh sẽ vô cùng sông sáo. À, có nhiều cái sự chuẩn bị cả cái về kiến thức lẫn kỹ năng cho cái tương lai. À, cũng có nhiều cái cơ hội thăng tiến, nhân duyên thì cũng tốt trong năm nay, cho thấy luôn có những cái người tốt xung quanh sẵn sàng nâng đỡ và giúp đỡ những người tuổi Tân Tỵ. Dù thiếu kinh nghiệm nhưng mà các bạn cũng sẽ được chỉ bảo một cách tận tình và đón rất nhiều cái cơ hội làm ăn trong thời gian này. Còn với những người mà đang là sinh viên, vẫn đang học tập ấy, thì nói chung ấy, đôi khi cái áp lực học tập nó cũng hơi nặng. Rất nhiều môn và rất nhiều kiến thức phải dung nạp cùng một lúc. À, tuy nhiên quý vị cũng không cần phải lo lắng. Đấy, thầy cô cũng như là bạn bè sẽ hỗ trợ tìm ra cho quý vị và các bạn những cái giải pháp để có được những cái bước tiến xa hơn nữa trong cái tương lai. Vậy nên trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn và cái tài lộc cho mình thì những người tuổi Tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh ngộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nhé. À, đó là con giáp may mắn đầu tiên là những người tuổi Tỵ, đúng không ạ? Những con giáp này thì có cái đặc điều đặc biệt là khổ trước xướng sau. Và con giáp khổ trước xướng sau thứ hai mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác, đó chính là những người tuổi Ngọ. À, quý vị thân mến, những người tuổi Ngọ trong năm 2024 năm Giáp Thìn cũng được cảnh báo là con giáp khổ trước xướng sau. 6 tháng đầu năm có thể phải chật vật, thậm chí là 7 tháng đầu năm có thể phải chật vật khó khăn, nhưng chỉ cần bước sang cái giai đoạn cuối năm thì vận trình của họ sẽ phất lên như diều gặp gió. Con đường công danh sự nghiệp của những người tuổi Ngọ thì cũng sẽ có những cái khởi sắc nhất định so với năm 2023. Nhưng mà quý vị cũng cần phải để ý những cái nguy cơ vẫn còn tiềm tàng. Vì thế có thể thấy rằng các bạn sẽ gặt hái được thành công thì cũng không ít. Đấy, không ít phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố. Mà quan trọng nhất là cái nỗ lực của các bạn cũng như là cái cách hành xử khi mà các bạn đối diện với những cái khó khăn, những cái trắc trở như thế nào. À, thêm nữa, trong năm ấy thì có thiên ấn và có tỷ kiên nó đồng hành.
Nó cho thấy là trong năm nay thì những người tuổi Ngọ vẫn giữ được cái đầu óc tỉnh táo và sáng suốt. Nếu mà tập trung vào làm việc thì các bạn có thể đưa ra được những ý tưởng sáng tạo giúp ích cho cái việc khẳng định cái vị thế, thậm chí có thể trở thành người dẫn đầu, đấy, giúp cho tập thể tìm ra cái hướng đi mới phù hợp hơn. Những người tuổi Ngọ là những người luôn nhiệt tình đúng không ạ? Vì vậy mà quý vị hãy luôn nhiệt tình và cố gắng trong công việc. Bởi công sức của các bạn sẽ luôn đấy, được lãnh đạo nhìn nhận và đánh giá cao. Nếu mà giữ vững cái thái độ của mình ấy, giữ vững cái phong độ của mình ấy, thì cuối năm các bạn sẽ không thiếu những cái cơ hội thăng chức tăng lương, nhận được cái sự ngưỡng mộ và nể phục của mọi người. Thêm nữa, lại có cái cát tinh phượng các nó hỗ trợ, nó cho thấy là các mối quan hệ ngoại giao của các bạn cũng phát triển khá là tích cực. Các bạn làm quen được với những người đồng nghiệp tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ những lúc khó khăn và tìm được những người cùng chung chí hướng, cùng cố gắng hướng đến cái mục tiêu chung. Nhờ có họ mà công việc của các bạn sẽ tiến triển suôn sẻ hơn, khó khăn thì cũng không quá đáng sợ nữa. Vì vậy nên trong thời gian này để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, thì những gia chủ tuổi Ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Và một cái điều đặc biệt nữa, trong năm nay thì cũng rất tốt cho cái việc học hành thi cử. Bản mệnh có thể tập trung vào ôn thi, tự tin thể hiện cái kiến thức của mình thì sẽ có được cơ hội chinh phục được ban giám khảo. Một số người thi vào công chức, thi bằng lái xe hoặc là thi những cái hạng mục khác thì cũng sẽ gì sớm tay chạm được vào cái đích mà mình đặt ra. Năm nay cũng là một cái năm mà có nhiều cái thành công đến với những người tuổi Ngọ. Song các bạn chớ vì thế mà tỏ ra kiêu ngạo hay là lơ là, bởi nhiều cái hung tinh vẫn luôn rình rập, báo hiệu nguy cơ có thể ập đến bất cứ lúc nào. Cái hung tinh, phi liêm và thiên cẩu nó cảnh báo dù các bạn gặt hái được cái thành công lớn lao cũng chớ nên coi thường người khác. Nếu mà các bạn quá hoang hoang ấy, thì rất dễ làm mất lòng người khác, khiến cho kẻ tiểu nhân chú ý, gây chuyện đặt điều cho các bạn, đẩy các bạn vướng phải chuyện thị phi hoặc là cướp mất công lao mà các bạn đã gây dựng từ bấy lâu nay. Khi vướng phải những rắc rối thì các bạn cũng cần phải chú ý trong cái cách hành xử, chớ nên nóng nảy nói những điều hoặc là có những cái hành động nó không phù hợp. Người khác có thể là lấy cái điều đó là cái cớ để hạ bệ các bạn, gây ảnh hưởng đến cái danh tiếng của các bạn. Bên cạnh đó, tình hình tài chính của những người tuổi Ngọ trong thời gian này cũng gì có những cái thăng trầm nhất định. Khoảng đầu năm sẽ là khoảng khó khăn, nhưng mà cuối năm thì lại càng ngày càng trở nên giàu có. Do đó, các bạn vẫn cần phải tập trung vào cái nhiệm vụ của mình. Chỉ cần lơ là một chút thôi cũng tạo ra cái cơ hội khiến cho tiền bạc bị thất thoát. Trong năm 2024, với những người tuổi Ngọ còn đang làm công ăn lương, thì cái thiên ấn nó nhận thấy các bạn hoàn toàn có thể hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, khẳng định được cái vị thế của mình, thì không thiếu cái cơ hội được lãnh đạo khen ngợi, khen thưởng, cân nhắc lên những cái vị trí cao hơn, thậm chí là gì thăng lương, thăng chức, tăng thưởng. Đó. Công sức của các bạn bỏ ra cũng luôn được đền đáp một cách xứng đáng. Một số người thi tuyển đạt kết quả tốt thì cũng sẽ được chọn vào công ty phù hợp với cái năng lực của mình. Các bạn hãy tự tin, trao đổi và thỏa thuận cái mức lương như mong muốn. Nếu các bạn làm việc tốt thì chẳng có nhà tuyển dụng nào lại keo kiệt trong cái chuyện trả lương cho các bạn cả. Tuy nhiên, khi đã bắt tay vào làm việc gì thì các bạn cũng đều cần phải hết sức tập trung, kể cả trong cái công việc quen thuộc để tránh xảy ra những cái lỗi lầm. Nếu mà để sai phạm nó xảy ra ấy, thì việc các bạn phải dùng tiền của mình để đền bù là cái điều không tránh khỏi. Vì thế, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân, để được quý nhân luôn bên cạnh tương trợ giúp đỡ, giúp các bạn thoát khỏi những cái vận hạn trong năm 2024. Thưa quý vị, trong thời gian này thì cái việc làm ăn kinh doanh của những người tuổi Ngọ ấy, nhìn chung cũng khá là bình ổn, nó không có biến động quá lớn, cũng không có cái gọi là cơ hội hốt vàng hốt bạc của thiên hạ ngay lập tức. Song may mắn là những người tuổi Ngọ không cần phải đối diện với quá nhiều cái nguy cơ hay là những cái rủi ro tiềm tàng. Tự chung lại thì tài chính cân bằng, thu chi thì cân đối, tiền bạc ra vào cũng đều đặn, đời sống vật chất thì cũng khá là rủng rỉnh. Đó là những người tuổi Ngọ. Nói chung ấy, năm 2024 là cái thời điểm thích hợp để những người tuổi Ngọ khẳng định cái vị thế của mình trong lòng khách hàng, trong lòng lãnh đạo cũng như là với mọi người xung quanh, và tìm cách mở rộng cái quy mô làm ăn từ từ, chậm nhưng mà chắc. Khi mà cái vị thế của các bạn được vững vàng trên thị trường thì cái lượng khách hàng quay lại sẽ ngày một đông đúc, tự khắc tiền sẽ ào ào đổ vào túi nhiều hơn vào cái dịp cuối năm.
Quý vị cũng cần phải luôn cẩn trọng với cung tinh phi liêm và thiên cẩu, nó vẫn luôn rình rập, báo hiệu những cái cạnh tranh gay gắt trên thị trường. Các bạn nên tỉnh táo để nhận ra những cái bẫy mà kẻ xấu đã giăng ra sẵn. Muốn giàu có thì cần phải bỏ công bỏ sức, chứ không thể là ngồi mắc ăn bác vàng hay là há miệng chờ sung. Ngoài ra thì quý vị hãy tránh đôi co với người khác, đẩy mình vào cái cảnh bị thị phi, gây ảnh hưởng xấu đến cái danh tiếng. Với những cái chuyện không quá to tát thì các bạn cũng nên 9 bỏ làm 10. Đó, đôi khi ấy, nhận thiệt về mình một chút để đạt được những bước tiến xa hơn trong tương lai. Thưa quý vị, và để biết được may mắn của những người tuổi Ngọ như thế nào vào trong cái năm 2024 ấy, thì chúng ta cùng xét chi tiết về từng tuổi đúng không ạ? Đầu tiên chúng ta cùng xét về các bác tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954. Thì vận trình của những người tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 ấy, thì khá là bình ổn khi mà bản mệnh không gặp quá nhiều cái biến cố. Nói chung ấy, gia chủ có thể là gì khá là an nhàn và thoải mái tận hưởng cái công sức lao động của mình trong suốt những năm tuổi trẻ. Trong năm 2024 nó Giáp Thìn ấy, thì nói chung ấy, gia chủ nên hạn chế lo chuyện bao đồng, kẻo dễ vướng vào những cái chuyện thị phi. Quý vị hãy sống chan hòa với mọi người xung quanh, như vậy thì ắt sẽ gì được mọi người yêu mến và kính trọng. Trong gia đình thì quý vị hãy quan tâm nhiều hơn đến nửa kia của mình cũng như là đến con cái. Khi mà nóng nảy cũng đừng nói những lời thiếu suy nghĩ, khiến cho gì những người thân của mình phải phiền lòng, phải bận tâm, đôi khi lại gây tổn thương cho những người khác. Quý vị hãy trân trọng những người đi cùng mình trong suốt bao nhiêu năm vừa qua, và gia chủ sẽ thấy mình thật sự là hạnh phúc. Thì ngoài ra ấy, gia chủ tuổi Giáp Ngọ cũng nên tránh làm việc lao lực gây tổn hao về cái sức khỏe. Nếu mà cơ thể cảm thấy có dấu hiệu bất thường thì cũng nên đi khám chữa ngay, chứ đừng để lâu ngày kẻo lại bệnh nó thêm nghiêm trọng nhé. Và để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Giáp Ngọ ấy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Tiếp theo, tuổi thứ hai chúng ta xét là các bác tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Thưa quý vị, thì với những người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 ấy, thì sẽ phải đối diện với một chút khó khăn trong thời gian này. Nhưng bằng cái bản lĩnh của mình ấy, cộng thêm cái sự bình tĩnh sẵn có, thì những gia chủ tuổi Bính Ngọ có thể nhẹ nhàng vượt qua. Với những người còn công tác thì bản mệnh vẫn cần phải nghiêm túc trong công việc, tránh lơ là tạo điều kiện cho kẻ tiểu nhân hãm hại, tìm cách gây ảnh hưởng xấu đến cái uy tín của bản thân. Đặc biệt, những người làm lãnh đạo thì cần phải tỉnh táo khi đưa ra những quyết định, không nên tin theo lời của kẻ nịnh nọt. Bên cạnh đó, phương diện tài chính của những người tuổi Bính Ngọ thì nói chung ấy cũng chưa có bước phát triển lớn. Nhưng mà nhìn chung thì gia chủ vẫn có đồng ra đồng vào. Con giáp này có thể thử sức mình ở nhiều cái lĩnh vực mới, song không nên tin tưởng vào những cái cơ hội phát tài từ trên trời rơi xuống. Muốn giàu có thì nói chung ấy, may mắn là một phần, nhưng mà chúng ta vẫn cũng cần phải có cố gắng nỗ lực bằng chính cái bản thân mình. Đấy, thì cái tài lộc đó nó mới cứ được bền lâu. Trong thời gian này thì gia đình nhìn chung ấy, thì vẫn yên ấm. Dù có chuyện mâu thuẫn, bất đồng ý kiến là cái điều khó tránh khỏi, song mọi người đều cố gắng hiểu nhau. Bản mệnh cũng nên tin tưởng vào con cái của mình nhiều hơn, không nên can thiệp quá sâu vào chuyện riêng tư hay là những quyết định của con cái. Đó. Và để gia tăng thêm cái hạnh phúc may mắn cũng như là để gia tăng thêm vấn đề tài lộc, thì những người tuổi Bính Ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Bính Ngọ 1966 đấy. Đó là con giáp thứ hai. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến những gia chủ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, xem vận trình của họ trong năm 2024 sẽ ra sao nhé. Kính thưa quý vị, nói chung năm 2024 thì nhìn chung là một năm khá là suôn sẻ thuận lợi với những người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Gia chủ sẽ giữ được cái đầu óc tỉnh táo nên thường đưa ra những quyết định đúng đắn, tránh được nhiều cái nguy cơ gây hao tốn về tiền của. Những người làm kinh tế thì có thể xem xét cái việc mở rộng đầu tư kinh doanh làm ăn trong cái thời điểm này. Tuy nhiên, mọi việc đều cần phải tiến hành một cách từ từ, nghe ngóng thị trường một cách kỹ càng trước khi mà thực hiện. Nếu không ấy thì dễ lầm tưởng vào cái tình hình thực tế và đưa ra những quyết định sai lầm. Trong gia đình thì vợ chồng nói chung là đã biết hạ cái tôi của mình xuống, nên là cái số lần tranh chấp, mâu thuẫn ấy, nó cũng sẽ giảm hẳn. Đấy, các bạn quý trọng những cái gì mà mình đang có, nên là dù bận rộn đến mấy thì quý vị cũng luôn dành thời gian cho các thành viên trong gia đình và lắng nghe tâm sự của mọi người nhiều hơn.
Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi Mậu Ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Đó. Tiếp theo chúng ta xem đến tuổi thứ tư là tuổi Canh Ngọ, những người sinh năm 1990. Thưa quý vị, bước sang năm 2024 thì vận trình của những người tuổi Canh Ngọ có nhiều cải thiện. Nhờ các mối nhân duyên được tốt đẹp mà gia chủ có thể làm việc gì cũng được thuận lợi. Thậm chí, một số người còn được quý nhân tương trợ giúp đỡ, được đối phương giới thiệu cho những cơ hội kiếm tiền và làm giàu. Cái chuyện làm ăn cũng sẽ được khởi sắc nếu như mà các bạn chịu dấn thân vào những cái điều mới mẻ. Tất nhiên, quá trình khởi đầu khó tránh khỏi được những khó khăn, những vất vả. Song cái điều đó nó sẽ giúp cho các bạn trở nên tài giỏi hơn, bản lĩnh hơn. Mọi công lao của các bạn bỏ ra được đền đáp một cách xứng đáng và đúng với thời điểm cuối năm. Thưa quý vị, trong năm thì khó tránh khỏi những cái căng thẳng, những cái áp lực. Khuyên những người tuổi Canh Ngọ ấy, nên trò chuyện với nửa kia của mình để được nhẹ nhõm hơn, chứ đừng có giấu mọi chuyện trong lòng. Vợ chồng cùng trải qua sóng gió thì tình cảm sẽ ngày càng được khăng khít hơn. Và để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Canh Ngọ hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta cùng xét con giáp thứ 5, đó là những người tuổi Nhâm Ngọ, sinh năm 2002. Thưa quý vị, những người tuổi Nhâm Ngọ thì mới bước chân ra ngoài xã hội nên sẽ khó tránh khỏi những cái va vấp đầu đời. Xong, các bạn đừng lo lắng. Các bạn đừng lấy đó làm cái lý do để bi quan. Những khó khăn mà các bạn phải trải qua ở cái thời điểm này sẽ giúp các bạn bản lĩnh hơn ở trong tương lai và dày dặn hơn, nhiều kinh nghiệm hơn để phục vụ cho cái mục tiêu của mình trong tương lai. Nếu mà tham gia thi cử tuyển dụng trong cái thời điểm này thì quý vị hãy tự tin thể hiện cái vốn kiến thức của mình. Các bạn có thể gây được ấn tượng với nhà tuyển dụng. Khi mà phải hòa nhập với cái môi trường mới thì các bạn sẽ luôn lễ phép khiêm tốn, như vậy sẽ được mọi người yêu mến và dạy cho nhiều điều hơn. Trong năm nay thì cái phương diện tình cảm cũng khá là bình yên. Việc các bạn có thành đôi với ai hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào cái cách hành xử của các bạn. Nếu mà mở lòng mình ra, nhiệt tình trò chuyện với mọi người thì sẽ được nhiều người yêu mến. Nếu các bạn luôn tỏ ra lạnh lùng thờ ơ thì người chân thành với các bạn đến mấy thì cũng sẽ dần dần xa cách. Đó là những người tuổi Ngọ. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn về vận trình tài lộc, công danh, sự nghiệp cũng như là tình duyên cho mình thì những người tuổi Nhâm Ngọ hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân. Đó là con giáp thứ hai, khổ trước sướng sau, càng về cuối năm thì càng giàu. Tiếp theo con giáp thứ ba mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác, đó chính là những người tuổi Sửu. Tuổi Sửu, mặc dù trong năm 2024 nó Giáp Thìn được đánh giá là một con giáp khổ trước sướng sau, nhưng mà con giáp này thì cũng khá là vất vả do gặp cục diện là gì? Thìn và Sửu nó tương phá, tức là gì, bị phá thái tuế. Vì thế trong năm ấy, quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế để được trợ mệnh hộ thân, để nghênh đón thái tuế, nghênh đón cái vị thần sát lớn nhất trong năm. Các cụ đó là gì, thái tuế đương đồ tọa, vô hỷ thì ắt hữu họa. Vậy nên gặp hạn thái tuế thì cái tai họa, cái tai ương nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đấy. Và bây giờ chúng ta cùng xét về những người tuổi Sửu, con giáp khổ trước sướng sau, trong năm 2024 nhé. Có thể 6 tháng đầu năm là một cái thời điểm cực kỳ khó khăn với quý vị, nhưng mà thời điểm cuối năm cũng sẽ có được nhiều cái may mắn. Với cái việc được cái sao tốt chiếu mệnh, nó chủ về công danh sự nghiệp, đó là chính ấn và chính quan, nó hậu thuẫn. Nên cái vận trình sự nghiệp của những người tuổi Sửu có những cái cơ hội phát triển nhất định trong cái năm 2024, đặc biệt là trong thời điểm cuối năm. Tuy nhiên, vận khí nó còn nhiều biến động, đặc biệt là gặp cục diện tương phá nó ảnh hưởng, nên nó vẫn còn có một số cái thử thách khiến cho những người tuổi Sửu không thể chủ quan được. Trong tập thể thì những người tuổi Sửu sẽ thể hiện rõ cái tinh thần trách nhiệm và cái năng lực lãnh đạo, điều hành đội nhóm, đồng nghiệp và cấp trên đều được ghi nhận, đúng không ạ? Bản tính chăm chỉ cũng sẽ được phát huy. Đồng thời, cái sự xuất hiện của một số cơ hội và đối tác tiềm năng sẽ tạo ra không gian phát triển lớn hơn cho những người tuổi Sửu. Tuy nhiên, do bản tính thận trọng nên những người tuổi Sửu đôi khi tỏ ra là gì, cứng đầu, thiếu đi sự linh hoạt, nên có thể sẽ khiến cho mọi việc nó bị chậm trễ, thậm chí là bỏ lỡ cái cơ hội đáng quý. Do đó, bản mệnh cần phải điều chỉnh lại cái thái độ của mình sao cho đúng đắn. Nói chung ấy, linh hoạt ứng phó với những cái thay đổi trong công việc, đặc biệt
trong cái thời kỳ nửa đầu năm. Con giáp này được nhắc nhở là nên chú ý xử lý các mối quan hệ cho nó hài hòa, duy trì giao tiếp tốt với đồng nghiệp và cố gắng tránh những cái xung khắc, tránh những cái bất đồng, tránh những cái xung đột với người khác là cái điều cần được ưu tiên hàng đầu. Nói chung ấy, chỉ có tinh thần đồng đội thì mới có thể giúp các bạn đạt được những cái thành công lớn lao hơn nữa trong cái vận trình sự nghiệp của mình. Bên cạnh cái thuận lợi thì vẫn còn không ít những khó khăn nó đang trực chờ những người tuổi Sửu. Nhìn chung ấy, cơ hội thăng tiến vẫn chưa có nhiều. Dù các bạn đã cố gắng đặt ra kế hoạch cụ thể thì cũng có những cái thành quả đáng nể nhưng mà vẫn chưa thật sự đột phá. Càng về sau thì con giáp này càng có xu hướng cố chấp và tư tưởng có phần là bị cũ kỹ, không nắm bắt được cái thay đổi nhanh chóng của thị trường, nên nhìn chung ấy, nói chung ấy cũng khó có thể đạt được cái mục tiêu của mình. Đồng thời cái hung tinh phá toái nó cũng gây ra không ít cái bất lợi, cái ảnh hưởng. Quý vị cũng cần phải đề phòng cái hạn tiểu nhân đấy. Tiểu nhân sẽ có những cái hành động thọc gậy bánh xe hay là gièm pha trong công việc. Những lúc này thì các bạn cần phải bình tĩnh đấy, giữ cái tinh thần bình tĩnh. Nếu không đủ vững vàng thì sẽ rất dễ bị suy nghĩ tiêu cực và gia tăng cái bế tắc, thậm chí là ảnh hưởng quá sức còn dẫn đến là trầm cảm stress. Vì thế, để gia tăng thêm cái vận may về công danh sự nghiệp cũng như là tài lộc và để hóa giải cái hạn tiểu nhân cho mình thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu. Đó. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong năm 2024 nó Giáp Thìn thì những người tuổi Sửu được nhắc nhở là nên tránh xa những chuyện tranh chấp tối đa với đồng nghiệp, với cấp trên. Đừng có quá ganh đua hay là thể hiện cái bản thân một cách khoe khoang, phạm hĩnh. Dù có muốn nêu cái quan điểm hay là góp ý với người khác thì các bạn cũng nên lựa chọn cái ngôn từ phù hợp. Đừng có để lại ấn tượng gay gắt, mỉa mai hay là phán xét người khác. Nếu công việc hiện tại của các bạn thực sự là không còn chỗ để phát triển và các bạn có kế hoạch thay đổi công việc thì các bạn có thể xem xét để tìm kiếm cái cơ hội việc làm mới. Tuy nhiên, nhảy việc đòi hỏi cái sự dũng cảm và cái sự quyết tâm cũng như là cái khả năng nắm bắt, cái khả năng bắt đầu lại từ đầu của quý vị. Thưa quý vị, còn với những người tuổi Sửu mà muốn khởi nghiệp trong thời gian này thì nói chung ấy là một cái năm đáng để thử sức. Nhưng quý vị hãy nhớ đừng chạy theo cái xu hướng một cách mù quáng. Các bạn phải nghiên cứu và lập kế hoạch thị trường một cách đầy đủ, đồng thời chuẩn bị đầy đủ cho cả những cái tình huống bất lợi nhất, thậm chí là thất bại, phá sản để các bạn có thể đạt được cái kết quả tốt hơn. Nếu mà không quá bức thiết thì các bạn nên ổn định công việc hiện tại, đảm bảo cái thu nhập đều đặn và phát triển cái sự nghiệp của mình, chờ cái cơ hội tốt hơn rồi mới tính tiếp đến cái khả năng khởi nghiệp. Còn với những người mà đang tham gia bán hàng hay là bắt đầu kinh doanh ý, thì gia chủ cũng nên để tuân thủ pháp luật và các quy định trong ngành. Các bạn có thể sẽ kiếm được những cái cách làm mới nhưng không có nghĩa vụ là phá vỡ các nguyên tắc vốn có, đúng không ạ? Thưa quý vị, nói chung trong năm 2024 thì những người tuổi Sửu sẽ phải đối mặt với những cái ảnh hưởng của thái tuế và cái hung tinh. Nó mang đến những cái thử thách nhất định về vận trình tài lộc hay là tiền bạc. Nguy cơ gây ra chuyện hao tiền tốn của là cái điều đương nhiên. Một vài cái điểm sáng vẫn sẽ xuất hiện trong năm với những người tuổi Sửu. Về phần nữ giới thì có phần là may mắn về tài lộc hơn nam giới nhờ có sao thái âm nó che chở. Còn đối với những người tuổi Sửu làm công việc cố định thì thu nhập hàng tháng cũng tương đối là ổn định. Có người còn kiếm được một số công việc bán thời gian hoặc là kiếm được cơ hội kiếm tiền khác. Các thành tích tốt trong công việc sẽ mang lại cho bản thân một cái thu nhập ổn định hơn và có thể gì thu được thêm cái lợi nhuận về chính mình. Tuy nhiên ấy, trong năm nay đặc biệt là các bạn nên ưu tiên cho công việc của bản thân và không ngừng nâng cao cái kỹ năng, không ngừng nâng cao cái chuyên môn của mình tốt hơn là ôm đồm vào quá nhiều việc, phân tán sức lực cho quá nhiều việc cùng một lúc. Quý vị cũng đừng mù quáng tìm cách tăng thêm thu nhập mà hãy tập trung vào phát triển cái con đường sự nghiệp của mình. Đối với những người tuổi Sửu mà đang làm công việc kinh doanh buôn bán ấy thì nên thận trọng khi mà mở rộng cái quy mô kinh doanh của mình trong năm nay. Do không được nhiều cái sao tốt nó phù hộ nên là cũng không thể mở rộng cái quy mô một cách quá vội vàng và ồ ạt. Trong năm thì đầy có những sóng gió, đúng không ạ? Các bạn cũng cần phải đánh giá một cách cẩn thận các rủi ro, tránh mạo hiểm đầu tư quá vội vàng
dẫn đến là gì? Sôi hỏng bỏng không? Đấy, quý vị hãy luôn dành thời gian tìm hiểu để nắm bắt được những cái thay đổi của thị trường, duy trì cái sự linh hoạt và theo dõi cái nhu cầu của khách hàng, cũng như là gì, cái xu hướng của các ngành. Nếu mà có thể định vị được cái thị trường chính xác và đưa ra cái chiến lược hợp lý thì các bạn có thể sẽ duy trì được cái sự ổn định trong cái thị trường đầy tính cạnh tranh như hiện tại đó. Thưa quý vị, cái phong cách thận trọng và vững vàng sẵn có sẽ giúp cho những người tuổi Sửu tránh được những cái tổn thất không cần thiết, nhưng đồng thời nó cũng sẽ khiến cho quý vị bỏ lỡ không ít những cái cơ hội vì quá ư là bảo thủ. Hơn nữa, thiếu cái sự nhạy bén về tài lộc, kinh nghiệm quản lý về tài chính còn yếu là cái yếu tố khiến cho những người tuổi Sửu nói chung không có được cái nguồn tiền bạc như ý, như mong muốn. Bản mệnh có thể được người quen giới thiệu cho những cái cơ hội làm ăn, nhưng mà cái sự phán đoán có phần là chủ quan của bản thân thì dễ khiến cho các đầu tư nó bị một cách mù quáng, tính toán bị sai lệch, thậm chí là còn có thể bị lừa lọc nữa. Do đó, khi đối mặt với những cái khoản đầu tư do người thân, bạn bè giới thiệu, thì những người tuổi Sửu cần phải đề cao cái cảnh giác, tìm hiểu kỹ các dự án sinh lời, đấy, tránh cái hành động là hấp tấp hay là tin người quá dễ dàng. Nói chung ấy, càng không nên tin theo những lời đề nghị hay là hứa hẹn của những người khác. Tuy nhiên, bản mệnh những người tuổi Sửu cũng không cần phải quá lo lắng, bởi các bạn cũng sẽ được sự giúp đỡ của cái sao Phúc Đức nó chiếu mệnh. Nghĩa là gì? Mỗi khi gặp khó khăn thì đều có thể là biến xui thành tốt. Nếu mà rèn luyện bản lĩnh, nâng cao cái năng lực thì những người tuổi Sửu hoàn toàn có thể là giải quyết được vấn đề mà không phải tốn quá nhiều công sức. Đối với việc hợp tác làm ăn thì các bạn cũng nên cẩn thận lựa chọn cái đối tác hay là những dự án tham gia để tránh bị mất mát tiền của, ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng của bản thân do gặp phải hiểu lầm hay là những tranh chấp. Đối với những người làm doanh nhân, đối với những người kinh doanh buôn bán, khi ký kết hợp đồng thì nên đọc kỹ cái nội dung hợp đồng để hiểu rõ cái trách nhiệm và cái nghĩa vụ liên quan, tránh những cái thiệt hại do cái cạnh tranh, do những cái tranh chấp cộng đồng sau này, đúng không? Thì ngoài ra những người tuổi Sửu nên thận trọng hơn trong cái việc quản lý tài chính, tránh cái việc tiêu dùng hay là đầu tư quá mức để gì đảm bảo cái ổn định về kinh tế lâu dài đó. Thưa quý vị, vậy thì bây giờ chúng ta cùng xét về vận trình chi tiết của từng tuổi Sửu đó: Tân Sửu, Ất Sửu, Đinh Sửu, Quý Sửu. Xem là trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì vận trình sẽ ra sao và có những cái bước đột phá nào giúp cho gia chủ đổi đời giàu có, khổ trước sướng sau. Thưa quý vị, đầu tiên chúng ta cùng xét về những gia chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Quý vị thân mến, những người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 bước sang năm 2024 thì cũng nên chú trọng đến cái vấn đề về sức khỏe của bản thân. Coi đây là cái ưu tiên hàng đầu, đừng có quá cố chấp hay là tranh đấu về mặt tiền bạc nữa. Danh lợi ở cái độ tuổi này thì cũng gì, chỉ thêm nhọc mà thôi. Sức khỏe của bản mệnh được dự đoán là không được tốt cho lắm trong năm 2024, có thể bị xuất huyết bất ngờ, nhất là khi đi đường lại gặp thời tiết xấu như mấy ngày vừa rồi, đúng không ạ? Vì vậy, bản mệnh cần phải nâng cao cái nhận thức về các biện pháp phòng ngừa an toàn và đặt sức khỏe của mình lên hàng đầu. Trong cuộc sống thường ngày thì cũng luôn duy trì cái thái độ lạc quan, tích cực, vui vẻ ở bên con cháu. Đừng có suy nghĩ quá phức tạp, kẻo lại tự rước lấy những muộn phiền vì những điều nhỏ nhặt. Đó, vì thế để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, Tị, Dậu, Sửu để trợ mệnh hộ thân. Đó. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi Sửu. Thưa quý vị, đó là con giáp đầu tiên. Tiếp theo chúng ta cùng xét về những người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Thì bước sang năm 2024 năm Giáp Thìn thì vận trình của những người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 ấy, có nhiều cái thăng trầm ở cái phương diện sự nghiệp. Có thể là do cái tuổi tác đã tăng khiến cho gia chủ không còn quá nhanh nhẹn và linh hoạt nữa. Không thể theo kịp cái lớp trẻ, có cảm giác bị lạc lõng và bị thua kém. Dù có tận tâm với công việc đến đâu ấy thì các bạn cũng nên chú ý đến cái chuyện giữ gìn sức khỏe. Thường xuyên thức khuya cũng không tốt cho cơ thể. Nó còn có thể khiến cho bản mệnh bị gì, thiếu cái tinh thần làm việc vào ngày hôm sau, mắc lỗi ở những cái chi tiết hoặc là những cái dự án quan trọng. Sai phạm đó có thể khiến cho cấp trên không hài lòng. Hệ lụy là gì? Bị trừ tiền hoặc là gì? Trừ tiền lương, tiền thưởng, hoặc có thể là gì? Gây ra hậu quả nghiêm trọng cho công việc, thậm chí là bị sa thải.
Do đó, khi làm việc trong năm nay ấy, thì những người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 càng cẩn thận và thận trọng hơn. Đó. Đồng thời, chú ý kết hợp giữa cái việc làm và cái câu chuyện nghỉ ngơi. Nếu có thể trong năm 2024 ấy, thì cũng nên hạn chế đi xa một mình vì rất dễ gặp tai nạn. Đó. Bên cạnh đó, để mang lại cái may mắn cho mình thì quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Đó. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Đó. Thưa quý vị, trong năm 2024 thì những người Ất Sửu sinh năm 1985 ấy, thì đời sống tình cảm có thể là gì? Xuất hiện một vài cái trắc trở trong năm. Dù đã là vợ chồng, giai đoạn bên nhau cũng không ngắn, nhưng cả hai vẫn có những cái cãi vã không ngớt về cái chuyện vặt vãnh trong cuộc sống hàng ngày. Thậm chí là có thể động chân động tay, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái hòa khí trong gia đình. Hơn nữa, cái điều đó nó còn gây hậu quả xấu đối với quá trình trưởng thành của con cái. Do đó, bản mệnh nên cố gắng dành thời gian vun vén cái tình cảm vợ chồng. Những chuyện nhỏ nhặt thì hãy bao dung cho nhau nhiều hơn. Đừng có cố gắng hơn thua khiến cho bạn đời. Bởi vì cái điều đó nó không giải quyết được cái vấn đề gì cả. Đúng không? Tài lộc cho năm nay thì cũng không tốt với những người tuổi Sửu, Ất Sửu 1985 trong giai đoạn đầu năm. Đó. Bởi vì cái khả năng thất bại rất là cao, dễ mất hết cái khoản tiền vốn dành dụm. Một số người còn dễ rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi Ất Sửu 1985 hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân nhé. Tiếp theo chúng ta xem tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997. Thì bước sang năm 2024, những người tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 có thể cảm thấy đôi chút bối rối, không biết là con đường phía trước sẽ dẫn tới mình, đưa mình đi đến đâu. Bản thân nên lựa chọn ra sao để có một cái tương lai tốt đẹp, cho dù đó là công việc, các mối quan hệ hay là tiền bạc. Hiệu suất của những người tuổi Đinh Sửu cũng giảm sút trông thấy, không được như mong đợi. Một số người có thói quen tiêu tiền không biết kiềm chế, mua sắm tùy tiện theo ý thích. Nhưng mà trên thực tế thì cái thu nhập lại không cao, nó gây ra khủng hoảng về tài chính nghiêm trọng và có thể thì khiến cho cuộc sống lâm vào cảnh là khó khăn, nợ nần chồng chất. Các bạn nên đề cao cái tinh thần tiết kiệm trong thời gian này. Thì ngoài ra, năm 2024 năm Giáp Thìn thì bản mệnh cũng nên chăm sóc cái đời sống tình cảm của mình. Người đã có đôi có cặp thì nên thường xuyên hâm nóng cái tình cảm, hâm nóng cái quan hệ. Đừng để mọi thứ nó trở nên theo cái lối mòn, nó sẽ sinh ra rất nhiều cái chuyện lạnh nhạt và dễ có kẻ thứ ba xuất hiện trong thời gian này. Đó. Vì thế, để bảo vệ cái hạnh phúc và mang lại cái may mắn tài lộc thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu. Đó là con giáp may mắn thứ 3, khổ trước sướng sau. Tiếp theo, con giáp khổ trước sướng sau thứ 4 mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay không ai khác, đó chính là những người tuổi Tý. Thưa quý vị, những người tuổi Tý trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì được đánh giá là một con giáp khá là may mắn, đúng không ạ? Thứ hai là gì? Những người tuổi Tý vừa thoát khỏi cái hạn thái tuế nên là của năm 2023 năm Quý Mão ấy. Nên là gì, cái vận trình trong những thời điểm đầu năm nó vẫn còn gặp nhiều cái bấp bênh do ảnh hưởng của cái thái tuế năm cũ, đúng không ạ? Vì thế mà khi bước sang năm 2024 năm Giáp Thìn, nói chung vận trình sự nghiệp của những người tuổi Tý thì được cái cát khí tam hợp thân Tý Thìn nó hỗ trợ. Vậy nên là gì, nó cho thấy những người tuổi Tý sẽ có sự nghiệp thay đổi lớn trong cái năm 2024, đặc biệt là trong thời điểm cuối năm. Bên cạnh đó, nó vẫn còn rất nhiều cái thách thức vào cái thời điểm đầu năm với những người tuổi Tý, khiến cho họ phải đối mặt với nhiều cái sóng gió. Quý vị đừng quên, cơ hội nó luôn dành cho những người có sự chuẩn bị. Khi mà các bạn đã có tính toán và lên kế hoạch trước để đối phó với những cái thách thức đó, với những cạnh tranh đó, thì cái cạnh tranh nó có thể xảy ra sẽ chẳng có gì làm khó được những người tuổi Tý cả. Đó, con giáp thứ tư nhé. Thưa quý vị, nếu như mà cái năm 2023 trước đó, những người tuổi Tý phải đối mặt với không ít những khó khăn cho công việc, thường xuyên có cảm giác bị kìm hãm, bị đè nén và luôn ở thế bị động, khó phát huy được cái thế mạnh của bản thân như mong muốn, thì bước sang năm 2024, cái tình hình bế tắc đó nó gần như là không còn ảnh hưởng đến nữa. Bằng chính cái nỗ lực, bằng chính cái năng lực của mình ấy, thì những người tuổi Tý có thể giải quyết được những vấn đề khó khăn
Hơn nữa, các mối quan hệ với đồng nghiệp, với cấp trên, với bạn bè, với khách hàng, với đối tác đều được củng cố và được mở rộng, tăng thêm cái khả năng được trọng dụng và sẽ dễ gặp được quý nhân. Đó. Tuy nhiên, dù là năm cuối của năm tam tai, nhưng mà cái tam tai nó vẫn còn đó. Nó nhắc nhở những người tuổi Tý không nên tự tin thái quá mà tự làm hại bản thân. Nhất là trong cái công việc vốn đã thành thạo và quen thuộc nhưng lại dễ mắc những sai lầm từ những cái chi tiết nhỏ. Đấy. Hoặc là khi được trao cho những cái trọng trách mới nhưng các bạn lại suy nghĩ quá là đơn giản, thiếu đi cái sự học hỏi, thiếu đi cái sự quan tâm, đã thiếu đi cái sự nhất quán, và cái phán đoán sai lầm chủ quan sẽ rất dễ dẫn thất bại do là thiếu kinh nghiệm với những người tuổi Tý. Một số người làm công ăn lương thì có thể đã gì quá quen với cái sự ổn định nên là ngại thử thách, ngại thay đổi, thiếu cái tính đột phá, cho dù cơ hội nó vẫn đang chờ bạn ở phía trước để khám phá. Các bạn nên mạnh dạn thử sức với những cái điều mới mẻ, dũng cảm thay đổi cái cách nghĩ, mở rộng cái tầm nhìn. Miễn là các bạn làm việc chăm chỉ thì các bạn sẽ có thể đạt được những thành tích tốt và được ban lãnh đạo ghi nhận. Đồng thời, dù làm ở lĩnh vực nào thì những người tuổi Tý cũng cần phải quan tâm đến cái đạo đức nghề nghiệp và cái quy tắc ứng xử, chớ vì cái lợi ích mà làm tổn hại đến cái lợi ích của công ty hay là của người khác. Những người trong giai đoạn tìm việc thì có thể là sẽ tìm được cái công việc như ý nguyện, hòa nhập với cái môi trường nhanh chóng hơn. Ở cái giai đoạn bắt đầu này thì các bạn cần phải gì thực tế hơn, tích cực học hỏi và trau dồi cái kinh nghiệm, tạo ấn tượng tốt ngay từ đầu. Thì ngày sau ấy, quý vị dễ dàng đạt được cái thành quả tốt đẹp. Thì nhìn chung ấy, cái năm 2024 cũng là một năm thử thách cái lòng kiên nhẫn, cái tính kiên cường và cái tinh thần chiến đấu ngoan cường của những người tuổi Tý. Chỉ cần các bạn không ngại khó, không ngại khổ và bền bỉ vượt qua những khó khăn trước mắt thì sự nghiệp của các bạn sẽ dần dần tươi sáng và sẽ phát triển rất là tốt vào cái thời điểm cuối năm, 6 tháng cuối năm. Đó. Nói chung ấy, đây là một cái cơ hội dành cho những người tuổi Tý. Xét về cái năm 2024 ấy, về phương diện tài lộc thì nói chung ấy, tài khí của bản mệnh nói chung là trong năm ấy thì đặc biệt là lý tưởng. Đấy. Càng chăm chỉ, càng nỗ lực, càng sống sáo thì càng dễ thu được cái món lợi nhuận lớn. Được cả hai cái cắt tinh thiên tài và thực thần nó chiếu cố nên là ấy, con giáp này có tầm nhìn sáng suốt, quản lý tài chính thì khôn ngoan, biết cách dùng tiền đúng lúc, đúng chỗ, nhất là trong các dự án phát triển đầy triển vọng, sẽ thu về cái khoản lợi nhuận không hề nhỏ. Trong năm 2023 trước đó thì tài lộc của những người tuổi Tý khá là ảm đạm. Cái việc chính thì không suôn sẻ mà việc phụ thì cũng chẳng đem lại cái lợi nhuận nào, đúng không ạ? Khiến cho gì thu nhập bị chững lại. Một vài cái dự án đầu tư mù quáng trước đó cũng khiến cho những người tuổi Tý phải tiêu tốn không ít cái tiền bạc của mình, nhưng cuối cùng lại gì như muối bỏ bể, công sức thì như dã tràng xây cát. Thế nhưng khi bước sang năm 2024, mọi thứ sẽ rất khác biệt, đặc biệt là trong thời điểm cuối năm. Đấy. Nói chung ấy, theo đó thì những người tuổi Tý có thể có nhiều cái cơ hội để kiếm tiền hơn, công việc thì cũng thuận lợi, kéo theo cái thu nhập nó tăng cao. Cái nghề tay trái hay là tay phải thì cũng đều kiếm cho các bạn một khoản lợi nhuận khá khá. Một số người thì còn nhận được cái sự giúp đỡ của bạn bè, của đối tác, tất cả nhờ vào các mối quan hệ mà những người tuổi Tý đã gì dành công sức vun vén từ trước. Do đó, các bạn nên tránh để tâm trạng thất thường của mình nó làm ảnh hưởng xấu đến các mối quan hệ. Đừng vì một chút chuyện nhỏ mà sinh ra nóng nảy hay là cáu giận. Đồng thời, chú ý đến cái chuyện giao tiếp với những người xung quanh và tránh những cái mâu thuẫn, những xung đột không cần thiết do những hiểu lầm. Đó. Tiền bạc kiếm được nhiều, nhưng mà gì nếu bản mệnh không có ý thức giữ gìn và tích lũy thì rất dễ bị hao hụt nhanh chóng. Bản mệnh cần phải duy trì cái thói quen tiết kiệm. Đấy. Nói chung ấy, trong thời gian này thì quý vị cũng cần phải gì chú trọng tiết kiệm nhiều hơn. Và để gia tăng thêm vận may về tiền bạc tài lộc cho mình trong thời gian này thì những người tuổi Tý luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý. Bên cạnh đó thì cuộc sống hàng ngày thì những người tuổi Tý cũng cần phải lên kế hoạch cẩn thận, tăng thu giảm chi, không nên tiêu trước trả sau kiểu lại gì dẫn đến chuyện lao đao về tài chính. Đồng thời các bạn cũng nên chủ động tìm kiếm thêm các khoản thu nhập mới để tăng thêm cái thu nhập cho bản thân. Đặc biệt trong năm nay thì quý vị nên tập trung làm công việc thì
theo cái định hướng của bản thân. Không nên chạy theo cái xu hướng một cách mù quáng mà đầu tư mạo hiểm, cũng chớ nghe theo lời rủ rê đầu tư hay là đứng ra vay mượn, đứng tên thay người khác, cẩn thận vướng vào cái vòng lao lý. Nói chung ấy, trong các mối quan hệ dù có thân thiết đến đâu ấy, thì cũng cần phải duy trì cái sự đề phòng kẻo bị tiểu nhân lừa gạt cả tình cảm lẫn tiền bạc đó. Và bây giờ chúng ta cùng xét xem trong những người tuổi Tý thì cái vận trình nó sẽ ảnh hưởng như thế nào và cái cục diện khổ trước sướng sau nó sẽ ra sao, đúng không ạ? Đầu tiên chúng ta cùng xét về các bác tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Thì những người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 đã ở ngoài cái độ tuổi lục tuần. Ở độ tuổi này thì sức khỏe và tinh thần nên là được chú trọng hàng đầu. Khi mà tinh thần nó được vui tươi, được thoải mái thì bản mệnh sẽ cảm thấy cuộc sống này nó ít muộn phiền, cũng không phải quá lo lắng về chuyện bệnh tật. Nếu vẫn còn tham vọng theo đuổi cái công danh hay là sự nghiệp tiền bạc thì bản mệnh những người tuổi Canh Tý cũng nên chú ý làm việc vừa sức. Tiền bạc nhìn chung ấy, thì cũng có đồng ra đồng vào, cần phải thận trọng trong việc kinh doanh đầu tư, nên là chỉ có một cái lộ trình chắc chắn và lâu dài, nếu không ấy, rất dễ bị chuyện thua lỗ nặng nề. Thì ngoài ra bản mệnh cũng cần phải tránh cái chuyện tranh chấp về tài chính với người khác và chú ý đến một số cái chi tiết khi mà ký kết những cái thỏa thuận. Trong thời gian này thì gia đạo êm ấm, nói chung ấy, trưởng bối và hậu bối thì gần gũi nhau hơn. Bản mệnh cũng nên duy trì cái lối sống và cái tác phong mẫu mực để làm gương cho con cháu sau này. Nói chung ấy, về vận trình sức khỏe thì gia chủ nên chú ý đến bệnh cao huyết áp, đến bệnh đường huyết, máu mỡ v.v. Tốt nhất là nên đến bệnh viện kiểm tra thường xuyên định kỳ, đúng không? Bên cạnh đó cũng nên là gì, luyện tập thể dục thể thao đều đặn để tăng cường cái sức khỏe và tăng cường cái sức đề kháng cho mình. Và để gia tăng thêm cái may mắn cho những người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ nhá, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh hộ thân. Tiếp theo chúng ta cùng xét về những gia chủ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Thưa quý vị, những người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 thì gặp được cục diện ngũ hành tương sinh khi mà bước vào trong năm 2024. Hầu hết các phương diện đều phát triển cực tốt, công danh, sự nghiệp hay là tài chính đều có thể thực hiện hóa được cái nguyện vọng của mình. Nói chung, năm 2024 thì bản mệnh nên tăng cường cái kiến thức chuyên môn, cái nghiệp vụ sẽ có lợi cho cái việc nâng cao về cái năng lực kinh doanh của bản mệnh, càng dễ làm ăn phát tài. Tuy nhiên, một vài cái hung tinh ngũ quỷ nó cũng có thể là khiến các bạn gặp phải một số cái tranh chấp về tài chính, các dự án liên quan đến số tiền lớn thì nên cẩn thận hơn. Làm gì cũng cần phải có hóa đơn, chứng từ lưu lại để đối chứng về sau. Chớ nên làm qua loa hoặc là gì mơ hồ, bởi vì rất dễ gặp tai họa. Thêm nữa, về vận trình sức khỏe của những người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 thì gia chủ cũng nên chú ý đến những cái khó chịu trong cơ thể, nó dễ bị mệt mỏi. Đồng thời thì cũng cần phải chú ý hơn đến những cái bệnh lặt vặt như là cảm sốt. Bình thường thì nên vận động nhiều hơn để kích hoạt cái cơ xương, tăng cường cái khả năng miễn dịch. Và để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người của Nhâm Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh hộ thân. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến các anh chị tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Những người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 thì có tham vọng khá là lớn trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Nói chung ấy, tình hình này nó rất có lợi cho cái việc phát triển sự nghiệp, còn có cơ hội cho quý nhân giúp đỡ, nên là tìm cơ hội để thể hiện cái ưu điểm của mình. Tuy nhiên, các bạn vẫn cần phải chú ý tránh tâm lý quá khích hay là chủ quan. Các kế hoạch nếu mà không có tính toán cụ thể mà cứ vội vàng đâm đầu vào ấy, thì bản mệnh có thể sẽ phải bỏ cuộc giữa chừng, hoặc là gì gặp việc gì thì cũng sẽ dở dang. Mặc dù năm 2024 ấy, thì thu nhập chính hay thu nhập phụ đều khá là tốt, nhưng mà các bạn không nên chạy theo cái xu hướng đầu tư một cách mù quáng. Cần phải lập ra cái kế hoạch tài chính và giữ cho cái đầu óc thật tỉnh táo thì mới có thể tìm được những cái dự án kiếm tiền tốt. Về mặt sức khỏe thì năm 2024 ấy, các bạn có thể trở nên cáu kỉnh hơn, dễ nổi nóng hơn khi mà công việc nó không được như ý. Điều đó nó vừa không tốt cho các mối quan hệ lại vừa gây hại cho cơ thể. Các bạn cần phải học cách tĩnh tâm, đi dạo, uống trà, thả lỏng cơ thể và tinh thần, suy nghĩ một cách tích cực hơn thì mới có một cái cuộc sống tương lai được tốt đẹp. Và để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Giáp Tý 1984, quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh hộ thân. Đó. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến những người tuổi Bính Tý sinh năm 1996. Thì với những người tuổi Bính Tý sinh năm 1996 ấy, bản mệnh được dự đoán là sẽ có vận trình tương đối là suôn sẻ trong cái năm 2024. Các mối quan hệ tốt đẹp đấy, được đồng nghiệp, bạn bè ủng hộ,
trong quá trình nỗ lực theo đuổi cái sự nghiệp thì con giáp này cũng rất dễ bị kiệt sức do là làm việc quá sức. Điều đó nó làm gì? Giảm cái khả năng tập trung, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công việc. Quý vị hãy nhớ dừng mọi việc có chừng có mực, tự điều chỉnh bản thân. Tài lộc cũng sẽ phát sinh thêm nhiều cái khoản phải chi tiêu. Nếu như mà không có kế hoạch cụ thể quản lý tài chính thì e rằng sẽ gặp nhiều cái rắc rối. Trong năm nay thì sức khỏe, đúng không ạ? Quý vị vận động hợp lý cũng là một cách thư giãn tốt, đừng tạo các áp lực quá lớn cho bản thân. Nếu không ý, nó sẽ trở thành cái gông cùm của các bạn. Và quý vị thì hãy cứ để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên nhé. Đó. Và để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi Bính Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về bốn con giáp khổ trước sướng sau. Trong năm 2024, càng về cuối năm càng trở nên giàu sang phú quý. Đó là những tuổi sau. 1 là tuổi Tỵ, 2 tuổi Ngọ, 3 tuổi Sửu và 4 là tuổi Tý. Đây là bốn con giáp khổ trước sướng sau, càng già càng giàu và càng về cuối năm ấy, thì càng có cơ hội được sắm nhà tậu xe, đúng không ạ? Càng có cơ hội là thâu thu được tiền bạc, nó ào ào chảy vào túi. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.